Linh Trang xin chào quý vị khán giả và các em nhỏ đang theo dõi chương trình Thiếu Nhi của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Quý vị và các em thân mến, chỉ còn nửa tháng nữa thôi là năm học 2022-2023 sẽ chính thức khép lại. Các bạn học sinh sẽ bước vào kỳ nghỉ hè 3 tháng. Mùa hè là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đối với các bạn nhỏ, bởi sau một thời gian dài học tập căng thẳng, các em sẽ được nghỉ ngơi và thư giãn. Thế nhưng, mùa hè lại là nỗi ám ảnh của nhiều phụ huynh. Các bậc làm cha làm mẹ đều mong muốn con có một mùa hè bổ ích và ý nghĩa, nhưng lại loay hoay không biết làm thế nào. Vậy thì trong chương trình Thiếu Nhi ngày hôm nay, mời quý vị và các em cùng tham khảo một số hoạt động, khóa học, rèn luyện kỹ năng sống trong kỳ nghỉ hè này nhé. Yeah, em thường đi về quê để đi xe đạp, được thả diều và nghỉ hè em được đi tập bơi. Con thích đi biển. Con thích đi học ở tiếng Anh. Em thường xin mẹ đi học bơi này, học đàn. Em còn học thêm cả ngoại ngữ tiếng Anh tăng cường. Tạm gác lại lịch trình học tập dày đặc, mùa hè là khoảng thời gian mà chúng mình được xả hơi và sạc pin sau một năm học vất vả. Thế nên sẽ chẳng còn gì tuyệt vời hơn nếu được khởi động mùa hè bằng một chuyến đi chơi cùng với gia đình, phải không nào? Đó có thể là những chuyến đi xa dài ngày, cũng có thể là chuyến đi gần trong ngày. Thế nhưng chắc chắn, những chuyến du lịch cùng gia đình sẽ không chỉ giúp cho tinh thần của chúng ta trở nên thư thái hơn, mà còn là những kỷ niệm đẹp, là khoảnh khắc mọi người gắn kết để hiểu và yêu thương nhau hơn. Bên cạnh việc vui chơi, thăm thú người thân, dã ngoại, hè cũng là dịp để chúng mình rèn luyện sức khỏe, học hỏi và trau dồi thêm những kỹ năng mềm. Vài năm trở lại đây, các khóa chạy hè và rèn luyện kỹ năng sống theo hình thức bán trú đang được nhiều phụ huynh ưu ái lựa chọn. Tham gia những chạy hè như thế này, các em sẽ được cách ly với các thiết bị công nghệ, rời xa game online, được rèn luyện sức khỏe theo tác phong quân đội và được sống với các kỹ năng của tuổi thơ theo đúng nghĩa. Đặc biệt, với các bạn lớn lên ở thành phố, cả ngày đi học, không được tiếp xúc với thế giới xung quanh, thì khóa học sẽ giúp cho các em có thêm nhiều kiến thức mới. Trong quá trình cắm trại, các bạn nhỏ sẽ phải tự mình làm mọi việc mà không có sự giúp đỡ của cha mẹ. Khóa học thường chỉ diễn ra trong vài ngày, thế nhưng thời gian đó cũng đủ để các em khám phá những giới hạn của bản thân và học cách tự chăm sóc, bảo vệ chính mình. Các khóa học được tổ chức không nặng về truyền đạt kiến thức mà kết hợp nhiều hoạt động theo kiểu học mà chơi, chơi mà học để các bạn nhỏ dễ dàng ghi nhớ và nắm vững các kỹ năng. Trong mùa hè này thì Tâm Việt dành rất nhiều tâm huyết để rèn luyện các kỹ năng sống cho các em học sinh. Hiện tại thì có hai chạy hè, thứ nhất là chạy hè tự tin tự lập và thứ hai là chạy hè sinh tồn. Ngoài ra thì còn có các cái khóa học kỹ năng sống, có thể học bán trú ở tại trung tâm để giúp cho các con có nhiều thời gian để rèn luyện về kỹ năng sống hơn. Những cái kỹ năng cơ bản hàng ngày, ví dụ như là kỹ năng về tự bảo vệ bản thân, tự chăm sóc bản thân, tự lập, tự phục vụ. Ngoài ra thì còn những cái kỹ năng nâng cao để giúp cho các bạn ấy rèn luyện về giao tiếp, về thuyết trình, rồi là về làm thế nào để cho mọi người có thể yêu quý mình hơn. Và ngoài ra thì các bạn cũng rèn luyện thêm về vượt qua các thử thách, chinh phục các thử thách để giúp các con có bản lĩnh, có sự tự tin và trưởng thành hơn trong cuộc sống. Mùa hè cũng là thời điểm thích hợp để chúng mình đăng ký tham gia vào các lớp năng khiếu nghệ thuật.
tùy theo sở thích và khả năng của mình mà các em có thể chọn những lớp học như là hát, múa, đàn, hội họa. Những năm gần đây thì nhiều phụ huynh còn đăng ký cho con tham gia các lớp người mẫu nhí, nhảy hiện đại hay dẫn chương trình. Mỗi bộ môn thì đều mang đến cho các bạn nhỏ những lợi ích khác nhau. Tuy nhiên, tham gia các lớp học năng khiếu sẽ giúp các em tăng khả năng quan sát, khả năng sáng tạo, sự tương tác với mọi người và quan trọng là giúp các em tự tin hơn. Rèn luyện sức khỏe, thể lực cũng là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh. Vì vậy, các khóa học bơi, võ thuật, đá bóng, cầu lông, bóng rổ cũng là những gợi ý không nên bỏ qua vào dịp hè. Đặc biệt là các lớp học bơi, bởi hè đến cũng là lúc mà tai nạn đuối nước ở trẻ nhỏ luôn ở mức báo động. Một gợi ý nữa cũng rất bổ ích cho kỳ nghỉ hè sắp tới, đó chính là các lớp học tiếng Anh. Chúng ta không thể phủ nhận vai trò của tiếng Anh trong thời đại ngày nay. Đây là một điều kiện cần thiết để giúp các em hòa nhập vào thế giới bao la rộng lớn, học hỏi được nhiều điều hay và trở thành công dân toàn cầu. Khác với các tiết tiếng Anh ở trên trường, tham gia vào những lớp học này, các em vừa được rèn luyện kỹ năng để nghe, nói, đọc, viết, lại vừa được học, vừa chơi, vừa thuyết trình cho các bạn. Thế nên sẽ giúp các bạn nhỏ cảm thấy tự tin, thích thú hơn, khả năng tiếp thu cũng sẽ tốt hơn. Với độ tuổi của con mình thì mình ưu tiên việc là lớp học phải khơi gợi được cái tình yêu môn học đấy trước. Nghĩa là bạn đi học bạn ấy thấy vui. Thì mình tin là khi mà bạn ấy yêu môn học thì bạn ấy sẽ học tốt. Ngoài ra là các bạn ấy được giao lưu với nhau, bạn bè có cái sự kết nối và có kết nối với cả giáo viên nữa. Sẽ giúp cho bạn ấy trở nên tự tin hơn. Đối với lại dịp chào hè của năm 2023 thì Scott English ngoài đem đến những cái chương trình học toàn diện dành cho các bạn học sinh ra, bao gồm là từ chương trình từ mầm non cho đến chương trình của khối trung học cơ sở, thì Scott English còn đem lại rất nhiều các cái hoạt động ngoại khóa khác dành cho các con. Ví dụ như là vào đợt hè này thì các con sẽ có chương trình ngoại khóa như chương trình là Mai Việt Nam. Các bạn sẽ được trải nghiệm chương trình làm hướng dẫn viên du lịch nhí và các con sẽ được nói lên về những cái danh lam thắng cảnh của Việt Nam. Ngoài ra bên cạnh đó thì các bạn ấy sẽ tham gia rất nhiều các hoạt động, ví dụ như là chương trình lồng tiếng phim hay, chương trình là thuyết trình, chương trình chuẩn hóa phát âm theo người bản ngữ. Và đó là những cái hoạt động trong cái quá trình các con học. Song song với việc học thì các cái việc mà các con được tham gia những hoạt động để phát triển những cái kỹ năng mềm là một cái yếu tố vô cùng quan trọng mà Scott English đang hướng đến. Và từ những cái việc mà tham gia chương trình học này, chương trình ngoại khóa thì các bạn ấy phát triển các cái kỹ năng và các con sẽ được tặng thêm rất nhiều những cái như là Scott Dollar để khuyến khích cái việc mà yêu thích cái bộ môn học tiếng Anh. Tâm hồn của trẻ thơ luôn chất chứa nhiều cảm xúc và mùa hè chính là nơi lưu giấu những cảm xúc ấy đậm nét nhất. Do đó, mỗi một hoạt động, mỗi một sân chơi, lớp học đều là tiền đề giúp các em phát huy năng khiếu và có cơ hội thể hiện mình. Hy vọng những gợi ý vừa rồi của chương trình sẽ giúp quý vị và các em lựa chọn được cho mình một khóa học thật phù hợp với nhu cầu và sở thích của bản thân để có một mùa hè vui tươi, đáng nhớ và ý nghĩa. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Thiếu Nhi tuần này cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các em đã quan tâm theo dõi. Linh Trang xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các em trong những chương trình sau.